Chào các bạn, hôm nay Pin Hà Nội sẽ cùng bạn tìm hiểu viên pin nuôi nguồn của hãng Toshiba. Đây là viên pin nuôi nguồn có mã là R17500, điện thế là 3,6V. Viên pin này thì có dung lượng khoảng 2700 mAh, đường kính của pin là 17mm và chiều dài là 50mm, thế nên nó gọi là 17500. Pin này thì có hàn sẵn dây và có rắc cắm. Rắc cắm ở đây chúng ta có rắc cắm màu vàng, chân màu vàng nhé. Pin này thường được lắp trong các cái máy PLC hoặc CNC để nuôi nguồn bộ nhớ. Thường chúng ta sẽ phải thay định kỳ, hoặc là khi nào hết thì máy nó sẽ báo và chúng ta sẽ phải thay. Để tìm hiểu kỹ hơn về viên pin nuôi nguồn của Toshiba R17500 3,6V, các bạn có thể truy cập trang web pinhanoi.com. Cảm ơn các bạn theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Em muốn xe đạp vâng, ok anh cứ qua thôi, em thử cho anh xem luôn. Vâng, ok. Vâng, ok, cảm ơn anh. Vâng, em chào anh.